Vâng, em Tuấn Anh lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Xưởng Làm Xe trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 30 tháng 8, cũng là cuối tháng rồi. Còn có một ngày nữa thôi là chúng ta lại bắt đầu sang tháng 9. Thì bên xưởng em lại tiếp tục review lên cho anh em một mẫu xe để anh em tham khảo. Chiếc xe này thì được bên xưởng em làm cho một anh khách đến từ Thái Bình. Và chiếc xe này thì được khách của bên xưởng em gửi đến xưởng dọn. Và hôm nay bên nhà em đã làm xong chiếc xe này cho anh ấy và chuẩn bị bàn giao về với chủ nhân của em nó trong một vài ngày tới. Thì hôm nay em sẽ quay cái video chi tiết này lên để cho anh em tham khảo và cũng như anh em cả nước được biết là xe bên xưởng em làm với hình thức như thế nào. Đây là một chiếc xe khách gửi đến xưởng em dọn và dọn với chi phí từ 18 đến 25 triệu cho một chiếc xe gửi mang đến xưởng em dọn nhá anh em nhé. Chiếc này thì được bên xưởng em dọn theo yêu cầu của khách lên những cái chi tiết và những cái thứ mà khách yêu cầu. Hôm nay em đã lên xong và em sẽ quay cái video này để kết thúc quá trình dọn chiếc xe này cho anh em. Anh em có nhu cầu dọn xe thì xin liên hệ với xưởng làm xe Tuấn Anh qua số điện thoại 0353 252 351 cũng như Zalo của em là 0353 252 351 để được biết. Anh em có muốn mua xe sẵn hoặc đặt hàng thì từ 10 đến 15 ngày là anh em có xe nhé. Em sẽ đi chi tiết chiếc xe này cho anh em cùng theo dõi. Đây là một chiếc xe dọn với màu xanh UVAT, màu xanh nhà binh. Chiếc này có biển số 28264F3. Đây là xe bên xưởng em đã làm lại cho anh ấy rồi. Và bây giờ em sẽ quay cái video này lên để cho anh em tham khảo. Thì cũng như tất cả các xe bên xưởng em dọn mới thì từ chi tiết ghi đông tay sách bô phần xi mạ bên này em đã mạ lại tất cả cho anh em rồi. Và như chiếc xe này thì cũng như thế, thụt trước thì đi một đôi thụt của SUGN và đi đôi fork GN luôn anh em nhé. Chiếc này thì được thay tâm tâm lốp mới, vành thì được xi mạ lại, phần máy thì được bên xưởng em bắn cát để mộc, không phun nhũ và chỉ bắn cát để mộc, vành bánh Meyer đều bắn cát để mộc hết anh em nhé. Đấy, tất cả chi tiết thì em cũng nói qua luôn là tất cả các phần sơn bên em, sơn vỏ là sơn ô tô, còn sơn khung sườn là sơn tĩnh điện anh em nhé. Anh em sơn tĩnh điện cực kỳ bền luôn, không bao giờ lo bong tróc. Thụt sau là thay một đôi thụt của SUGN, phần cần số cần đạp được xi mạ hoàn toàn, khóa xăng được thay mới. Em đã lắp cho em nó một chế Mikuni đời mới và dàn điện IC của Yamaha anh em nhé. Đấy, trước này thì không lên mắt phốt bi vòng vì theo yêu cầu của anh em là không lên thì bên em sẽ không lên. Máy móc thì được làm lại toàn bộ và đi côn zin của xe. Đấy, phần xi nhan thân đèn hậu được bên xưởng em thay đèn hậu led cho xe. Phần bô thì được xi mạ lại hoàn toàn. Phần bô được bên xưởng em xi mạ vòi voi thay mới, hộp xích các thứ sơn xi lại, ốc máy được thay toàn bộ dàn ốc lục. Phần máy được bắn cát sơn xi để mộc. Em quay cái video này lên cho anh em cùng tham khảo cũng như khách của em được biết là xe đã xong rồi và sắp xếp thời gian để qua lấy xe. Đấy, em đã đi chi tiết một vòng chiếc xe cho anh em. Chiếc xe này yên được bọc lại, không thay mới. Xương yên thì được bên xưởng em sơn tĩnh điện cho anh em nhé. Đấy, nắp xăng được thay mới hoàn toàn, nắp xăng còn cò. Bộ nút này, xi nhan là bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này, xi nhan phải sau này, nhan trái sau này. Còi đèn hoạt động đầy đủ nha anh em nhé. Phần công tắc phanh chân hoạt động đầy đủ anh em nhé. Đó là chi tiết của chiếc xe bên này em đã quay lên cho anh em theo dõi. Chiếc xe này anh em mang xe đến xưởng dọn thì hết khoảng tầm 15 đến 20 triệu. Còn nếu mà bên xưởng em bao xác xe cho anh em thì nó có giá thành từ 25 đến 35 triệu tùy theo anh em lên xe và đặt hàng. Thì đây em sẽ phần nổ máy cho anh em này. Nổ máy thì xe đã lên điện bình IC Yamaha rồi, không có gì bàn cãi, là chỉ cần anh em đạp nhẹ phát là máy móc sẽ nổ luôn nhá. Thank you.
Đó là phần nổ máy em cũng đã xong xuôi cho anh em nhá. Vành pha đèn bên em đã mạ lại toàn bộ cho anh em rồi. Thì sau đây em cũng xin kết thúc cái video tại đây để tiếp tục lên một chiếc xe tiếp theo cho anh em. Thì anh em có nhu cầu lên xe đặt xe thì xin liên hệ với xưởng em qua số điện thoại 0353 252 351 cũng như Zalo của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Xin chào, hẹn gặp lại.